Kính thưa chư quý đồng đạo, để liên tục là bài cho cô tư cứng ở Hòa Hảo, Châu Đốc, Mắt Đầu. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 17 tháng 7 năm Kỷ Mão. Bài này Đức Thầy bảo cậu Út Quỳnh Thạnh Mậu, bào đệ của Ngài, đem trao cho cô tư cứng, nói rằng là của ông thầy bối mượn đưa cho cô. Lời sấm giảng của Đức Thầy cho biết trong quyển Khuyên Người Đời Tu Niệm có đoạn nói về chuyện cô tư cứng mắc đồ như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, kích động thiện tâm lụy xót cơ xa, thòn lon trở gót cơ dụng tiếng qua, khuyên giải phàm nhân tan sầu muộn, giặc dụng gia đình khó kiếm cha, thương đó lòng đầy rất tiếc tha, thiên đình số căn mới xảy ra, đôi thấy tà gian chúng chợt ghét, nhưng vì dân hạng chẳng vui ra, con thuyền đương lướt ca gió sương, bỗng nghe tiếng khóc và từ lương ai hoài, có người ở sớm bằng nay bị mắt trộm trài đồ đạc sạch trơn, vô thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đường hờn phần duyên, điên nghe dội giả hoài thuyền, dùng khoa côi bôi giải phiền phàm nhân, coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Nam mô A Di Đà Phật.